Bây giờ chúng ta nhắc lại một chút này. Vô bìa tạp chí gồm có mấy thứ như thế này. Và nhắc lại luôn về cái phần nội dung. Một, đấy là mang set. Hai là bìa hình minh họa. Thứ ba là tiêu đề các bài link trong số. Thứ tư là số báo hoặc tạp chí ra. Cộng với một yếu tố nữa là tần suất xuất bản. Thứ năm là định nghĩa sáu và quan chủ quan. Đấy là những thông tin mà chúng ta đấy là những thông tin mà chúng ta sẽ thấy ở trong một cái bìa tạp chí. Trong đó theo cái thứ tự sắp hàng như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy là thứ tự quan trọng của nó. Đấy. Cái này là cái số 6 là cái mà thực ra người đọc chả thèm quan tâm đâu, nhưng mà đấy là quy định nhà nước buộc phải có. Cái số 5 có cũng được, không có cũng được. Đấy, nhưng mà ba cái đầu thì theo thứ tự quan trọng là chúng ta đã định nghĩa được cái tầm quan trọng của nó. Đó. À, chúng ta cũng đã giải thích mang set là cái tên riêng để cho nhận ra được tờ tạp chí trong số rất nhiều tạp chí, cho nên cái này là cái số 1. Bỏ tất cả mọi thứ đi nhưng mà giữ lại mang set thì người ta vẫn hiểu đấy là cái quyển tạp chí đó. Còn giữ lại tất cả mọi thứ mà bỏ cái mang set đi thì tạp chí đó không còn là tạp chí đó nữa, cho nên nó là cái mà số 1 buộc cần phải có. Ảnh bìa, ảnh minh họa thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là cái tạp chí này có hấp dẫn hay không, có lôi cuốn được những khách hàng mới, có lôi cuốn được những khách hàng mà vãng lai hay không, thì chính là nhờ cái ảnh bìa và ảnh minh họa này. Còn đối với độc giả trung thành thì ảnh bìa đẹp hơn một tí hay xấu hơn một tí thì người ta cũng suýt xoa một tí, người ta khen thêm một tí nhưng người ta vẫn sẽ đọc. Nhưng để mở rộng được thị phần, để thu hút thêm người khác thì ảnh bìa nó chính là cái mà sống chết thì nó cũng phải đẹp, nó cũng phải hấp dẫn thì mới lôi cuốn được khách hàng mới, lôi cuốn được khách vãng lai. Tiêu đề bài đinh thì đấy là cái cũng lôi cuốn nhưng mà nó ở mức độ thấp hơn một chút so với ảnh bìa, tại vì nó phải cầm lên phải đọc cụ thể thì người ta mới nắm được. Trong cái ảnh bìa thì người ta có thể đứng xa, người ta quan sát nhanh và người ta đánh giá cái nào đẹp, cái nào hấp dẫn đối với người ta. Khi người ta xác nhận được cái hấp dẫn rồi người ta mới cầm lên người ta đọc tiếp các vấn đề khác, thì lúc đó người ta mới thấy rõ được cái tiêu đề của bài đinh. Và đấy sẽ là cái chốt hạ cuối cùng để người ta có mua một tạp chí mà người ta thấy cái bìa đẹp hay không. Bìa đẹp mà theo kiểu gọi là bìa một nơi, ruột một nơi, treo đầu dây bán thịt chó, bài chả liên quan gì cả, học bài kém hấp dẫn, người ta cũng có thể là bỏ cái quyển đó xuống và người ta lại chuyển sang quyển khác. Nhưng nếu như mà ảnh bìa đẹp hấp dẫn được người ta và cầm lên cái tiêu đề bài cũng đủ hấp dẫn người ta sẽ mua. Cho nên là ba cái này là chiếm cái vị trí quan trọng nhất trong cái quá trình mà quyết định người ta cầm một quyển tạp chí xa lạ đối với người ta lên và người ta quyết định mua nó hay không, là chính là nhờ ba yếu tố đó. Thế còn số báo hoặc tạp chí, ngày ra tạp chí, tần suất thì nó là
hệ quả về sau của ba cái yếu tố kia đấy, người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy happy rồi, người ta sẽ xem cái tần suất ra báo để sau bao nhiêu lâu nữa người ta muốn đọc tiếp cái này, thì người ta phải biết được cái tần suất ra báo là một tuần ra một lần, hay nửa tháng ra một lần, hay một tháng ra một lần, hay một quý ra một lần, để người ta còn tìm tòi. Đó. Người ta cũng cần biết là à cái số người ta đang đọc này, khách cũ thì không nói nhé, khách mới thì người ta à hóa ra cái này là số từng này nó ra cũng lâu rồi, người ta muốn xem lại những số trước hay người ta muốn gì đấy thì người ta cũng biết là à tôi bắt đầu xem từ số này và muốn sưu tập hay muốn làm gì đó, người ta phải có số người ta mới sưu tập được đấy, người ta tìm kiếm lại những cái số mà đã ra trước đấy. Thế còn định nghĩa tạp chí cho đối tượng độc giả nào thì cái này thì sẽ giúp cho người ta quyết định nhanh đấy. Ví dụ ở trong một cái trường hợp trước đây thì có thể là không có đâu, nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà xã hội cởi mở hơn sẽ có những cái trường hợp mà không thể nào có định nghĩa được nếu mà chúng ta chỉ nhìn nhanh vào cái bìa hoặc là nhìn nhanh vào một số thông tin. Đó. Cũng vẫn một cái tạp chí, bây giờ bạn nhìn thấy một cái hình minh họa ở ngoài là men chẳng hạn, nhưng mà rõ ràng ở trong một cái xã hội nó chấp nhận đa chiều, sẽ đến một lúc bạn sẽ thấy sẽ có những cái tạp chí cho gay mà nhìn qua thì không thể nào mà phát hiện được, thế thì cái định nghĩa đó nó giúp cho người ta là xem có đúng hay không đó. Đấy là một ví dụ thôi nhé, một ví dụ thôi. Đấy, là định nghĩa tạ định nghĩa cái đối tượng sẽ giúp cho người ta chọn lựa nhanh và chọn lựa đúng được cái tạp chí mà độc giả muốn muốn đọc. Đấy, đôi khi có thể nhầm lẫn. Thế thì như vậy là chúng ta nói nhanh về các cái thông tin. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã định nghĩa được các thông tin rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói nhắc lại một chút về cái yếu tố mang xét thì gì. Mang xét của chúng ta thì nó sẽ có mấy yếu tố, đó là một thường là phải to rõ ràng để cho người ta nhận biết được giữa các cái này. Bây giờ mình sẽ nhắc lại nhanh cái này, các yếu tố cần có của mang xét này. Thì các yếu tố đó thì gồm có cái gì? Một, to, rõ ràng, dễ đọc, dễ phân biệt. Yếu tố này cần không? Quá cần, đúng không? Tại vì là tôi cần phân biệt nó nhanh với lại các cái tạp chí khác. Đấy, cho nên mang xét mà không rõ ràng thì tôi không thể nào mà tôi phân biệt được nó với những thằng khác. Yếu tố thứ hai là gì? Yếu tố thứ hai mà chúng ta sẽ thấy là bất biến về vị trí và kích thước. Nào đây, chúng ta xem lại một số ví dụ. Đó. Có thể đây, bây giờ mình lấy bìa tạp chí chẳng hạn, như là mình lấy một cái tạp chí là cụ thể thôi. Thì bạn thấy là về mặt nguyên tắc luôn luôn nó nằm trên đầu này, đúng không? Đấy, nó không to hơn mà nó cũng không nhỏ hơn, nó sẽ nằm ở một vị trí. Có thể phiên bản nó sẽ có nhiều phiên bản thì cái tỷ lệ đó có thể nó di dịch theo phiên bản, ví dụ như cái phiên bản nó có những phiên bản gần như vuông, hoặc là có những phiên bản chữ nhật thấp chữ nhật cao, thì có thể là kích thước dành cho hay là tỷ lệ dành cho các phiên bản đó nó có thể khác nhau một tí, nhưng đã cùng trong một dòng là sẽ không có chuyện nó khác nhau đâu, bao giờ cũng nằm ở một vị trí, cách đỉnh chúng bao nhiêu, cách trái bao nhiêu, cách đấy bao nhiêu là nó sẽ tuân thủ chuẩn luôn cái đấy, kích thước không đổi đó, vị trí không đổi. Thế còn ở đây thì mình sẽ thấy rất rõ là màu thì lại đổi, màu có thể đổi. Đây, bây giờ mình lại xem thử nha, bây giờ tạp chí này Economic này,
Tham đi. Đây, thì bạn cũng sẽ thấy này. Đó. Nó đặt ở một cái vị trí mà gần như là bất biến luôn. Kích thước nó cũng sẽ không thay đổi. Đấy. Phông chữ không thay đổi, kích thước không thay đổi, vị trí không thay đổi, chỉ có màu sắc là thay đổi thôi. Đấy. Hay là đây. Nếu thế mình có thể xem một số cái này. Time thì là như thế nhé. Nhưng còn cái thằng này thì lại là cái mà sẽ không thay đổi màu. Đây, mình sẽ xem cái line này nhé. Đây, thằng này thì nó lại có một cái điều tương đối đặc biệt là luôn luôn là chữ đỏ, chữ trắng trên nền đỏ. Đấy. Có thể cái màu này thì nó có thể nó thay đổi theo năm tháng, nó có thể là năm nay thì nó có cái sự biến đổi một tí, nhưng về tổng thể thì nó sẽ luôn luôn là cái chữ live màu trắng trên một cái nền màu, bất chấp đằng sau nó là cái gì, bất chấp đằng sau nó là màu gì. Thế nhưng những cái mà biến thì sao? Những cái biến thì bạn sẽ thấy là đây, lấy cùng một cái nhá, lấy cùng một một một, một cái tạp chí đi. Bây giờ lại quay trở về một cái tương đối là và giờ này, ví dụ này đây, thì bạn sẽ thấy rằng là cái màu màu của cái này thì nó sẽ tương thích với lại cái tông của cái ảnh đấy. Cái ảnh nó có màu gì thì nó sẽ có cái sự biến màu làm sao cho nó phù hợp, hoặc là đồng màu đồng tông với lại cái ảnh, hoặc là nó sẽ có cái sự tương phản với cái ảnh đấy, nó sẽ chạy theo theo theo, theo hai phương án đó, hoặc là đồng hoặc là nghịch màu, thì mình sẽ thấy là hầu như là nó sẽ đây, ví dụ cô này áo sẫm thì cái này nó cũng sẽ tuân theo sẫm đấy. Thường thường thì là nó sẽ biến đổi màu cho phụ thuộc vào cái ảnh là chính. Đấy. Ví dụ đây cô này áo hồng thì chữ này và da là nó cũng tuân theo là hồng. Một số cái thì nó lại đồng màu. Đấy, ví dụ đây áo chạy màu này, đúng không? Áo thì ấy, nhưng mà cái phần mà nháy màu trên bộ trang phục này màu gì thì nó lại dắt lên đây. Tức là nó luôn luôn có cái sự thay đổi tùy thuộc vào cái tông màu hoặc là cảm nhận của mình xem trước cái tông màu của cái ảnh chính, ảnh ảnh bìa đấy. Thế thì nó sẽ thay đổi màu. Như vậy là chúng ta thấy nó có vấn đề gì? Bất biến về vị trí kích thước này. Một số trường hợp bất biến về màu. Đa số biến màu sao cho phù hợp với ảnh bìa đó. Thế và thêm một yếu tố nữa, yếu tố thứ năm về mặt vị trí của nó, tương quan của nó đặt ở trên cái trên đấy thì nó sẽ là gì đấy? Nằm trên cùng so với các phần tử khác, có một trường hợp khác là nằm trên cùng đó. Đây bây giờ chúng ta xem lại hai trường hợp nằm trên cùng và trên, thì đây cùng một tạp chí chúng ta cũng thấy luôn rất rõ, đây là nằm trên này đúng không, đây là nằm trên này, đây là nằm chen vào phía sau này đó, đây là nằm trên
đây là nằm chèn. Đấy, có một vài trường hợp đặc biệt thì nó cũng có phá cách đấy chứ không phải là không. Nhưng mà đây là hiếm. Đây là những cái con số cực kỳ hiếm. Phần lớn thì bạn sẽ chỉ thấy nó thay đổi ở trong cái phong cách là gì, màu gì, nó đặt lên trước hay đặt xuống sau. Đấy, nhưng cũng đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải cái trường hợp là nó phá. Nhưng trường hợp này thì hiếm vô cùng luôn so với lại cái trường hợp mà tuân thủ. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở về cái này. Khi nằm trên cùng thì thôi không nói nhé. Nó sẽ nằm đúng vị trí của nó, không có cái gì phải bàn cả. Đấy. Thế còn nằm trên thì về mặt nguyên tắc, à đây, nằm trên thì nó lại phân ra là ảnh là ảnh gì, đúng không? Ảnh chung chung thì không nói, nhưng ảnh mà chân dung thì tôi sẽ nhắc lại. Nếu mà ảnh chân dung đó, ảnh chân dung thì đây không quá gần mắt của người trên ảnh đó. Lý do rất là đơn giản, tại vì là con mắt là cái mà nó sẽ là tập trung của người 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 xem, người ta sẽ nhìn vào. Nếu mà đặt sát quá thì cái manchette nó sẽ tranh chấp với lại cái mắt. Đấy, cho nên là thường là người ta sẽ đặt ở một cái góc độ nào đó qua chân tóc một ít thôi. Đấy, qua chân tóc một ít, không xuống sâu. Trường hợp này là hơi sâu rồi này. Đấy, trường hợp hơi sâu. Thế người ta sẽ cố gắng là tránh cái sự tranh chấp giữa 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 cái mắt với lại cái manchette. Thế bây giờ còn cái trường hợp mà chen, đây bây giờ chen vào trong thì trên nguyên tắc là gì đấy, có thể che một phần nhưng cố gắng những phần còn lại phải suy luận được cái phần bị che là cái gì. Đấy, tránh trường hợp là che và không thể luận được nó là cái gì. Tất nhiên đối với độc giả trung thành thì thôi, người ta vẫn luận ra, người ta có che mấy người ta cũng luận ra, nhưng độc giả mới là người ta không luận ra được, cho nên là cố gắng đến mức tối đa. Đấy. Đấy. Có thể che một phần manchette. Nhưng phải đủ để luận ra phần bị che. Đấy, đấy là yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế còn đến bây giờ phần thứ bảy sẽ nói về kỹ thuật lồng manchette vào ảnh điện. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xem xét tới kỹ thuật này. Chúng ta có thể làm một cái bìa ở Photoshop, làm nguyên luôn một cái bìa ở trong Photoshop. Chúng ta cũng có thể là làm nó ở trong một chương trình nào đó và in luôn từ đấy, hoặc có thể làm hoàn thành rồi nhập vào InDesign cũng được. Nhưng lý do tại sao tôi lại không khuyến cáo làm cái đó ở trong cái design, làm ở trong các chương trình khác, bởi vì thực ra cái bìa nó không phải là cái thứ quá phức tạp để mà bắt buộc là phải chuyển sang một cái khác. Và cái thứ hai nữa là nó có một yếu tố như sau, đó là chúng ta cần phải lưu ý tới một cái vấn đề, đó là cái ảnh bìa thì thường là tràn. Bây giờ chúng ta nhập từ một cái ảnh vào nhé. Place, tôi lấy một cái ảnh bìa này, lấy một cái ảnh bìa như thế này. Thế thì bình thường chúng ta làm thì chúng ta quan tâm tới cái khổ thành phẩm, đúng không? Chúng ta quan tâm tới khổ thành phẩm có nghĩa là thế nào? Sau khi xén xong thì cái bìa của tôi nó còn lại là kích thước bao nhiêu. Tuy nhiên là khổ xén với lại khổ thiết kế không phải lúc nào nó cũng đồng nhất với nhau. Tôi lấy ví dụ như thế này, tôi sẽ phải cân nhắc xem là xén đến đâu, làm như thế nào. Tại vì nếu như tôi làm đúng ở trong này, làm đúng cái khổ thì nó sẽ có cái vấn đề về
sén. Đó, nó sẽ có vấn đề về sén, tại vì nếu mà sén hút ra ngoài là nó sẽ bị lé giấy, lé màu trắng. Do đó thì chúng ta sẽ phải lưu ý rằng là chúng ta thường là chừa sén. Chừa sén có nghĩa là gì? Chừa sén có nghĩa là mỗi chiều tôi lại phải làm cho nó ra ngoài một tí, độ khoảng từ 3 cho đến 5 mm để chừa sén. Thế và cái việc kéo như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề gọi là kích thước. Nếu như mà chúng ta làm nó ở trong Photoshop thì chúng ta lại phải tính toán là cái phần chừa sén như thế nào, đôi khi nó lại là một cái vấn đề phức tạp thêm. Trong khi chừa sén trên thực địa chúng ta có thể làm, chúng ta có thể xem ngay ở trên cái trang InDesign của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thử cái kỹ thuật để mà tôi đặt thử một cái manchet vào, chen vào sau đó, chen vào sau. Thế thì cái này vẫn buộc phải có một sự hỗ trợ từ phía Photoshop. Đấy, không làm trên Photoshop nhưng vẫn cần phải có sự hỗ trợ của nó. Thế bây giờ chúng ta tìm thử một cái ảnh nhé. Này, tốt nhất là nên kiếm một cái ảnh nào đó ở trên đầu nó tương đối thoải mái một tí. Sát quá thì chúng ta lại phải làm thêm một vài cái yếu tố xử lý. Cho nên bây giờ tôi muốn là tìm một cái ảnh phía trên nó dư giả một tí để chúng ta dễ trình bày. À, ví dụ hay là chúng ta lấy cái này đi. Muốn có một cái ảnh nào đó nó tương đối rộng ở trên đầu. Đây, ví dụ tôi có cái ảnh này. Bây giờ tôi vẽ ra, tôi làm một cái manchet. Chẳng hạn như là manchet gì đây là nào? Và cứ một chữ rất là bình thường là phụ nữ nhé. Ví dụ này. Thế còn bạn nhìn thấy cái cách mà tôi làm ở đây thì để tăng nhanh hay giảm nhanh một cái size, chúng ta có thể là chọn cái hộp chứa đó, shift control nhé, shift control cộng với lại cái phím mà lớn hơn hoặc nhỏ hơn để tăng hay giảm. Đấy, đây, nhỏ hơn này, lớn hơn này. Đấy thì chúng ta có thể là tăng nhanh được cái size rồi mà chúng ta không cần phải bôi đen, chúng ta không cần phải lên các cái kích thước text tiếp ở trên. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ tôi có cái chữ như thế này. Bây giờ nếu như mà tôi đặt cái ảnh lên trên đó, à, ví dụ tôi đặt nó lên trên như thế này, như thế là bắt đầu nó chen vào, đúng không? Thế thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể giải quyết cái bài này
Đây, bây giờ mình lấy cái chữ này, chẳng hạn như là chữ này mình sẽ lấy màu sáng đi. Đấy, ví dụ này. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể có được một cái ảnh mà nó lại nằm trên cái chữ đó, vẫn nhìn thấy chữ, đè lên một tí. Thì cách thức đây, quan sát cách làm của nó này. Trước hết là chúng ta mở Photoshop ra. Đó. Tôi sẽ lấy cái ảnh này. Tôi nhân bản nó lên đây. Tức là sẽ có màn gốc, nhưng ảnh đó sẽ được tôi mở ra và tôi xử lý như sau. Sau khi mà mình lấy được cái ảnh này ra rồi, mình sẽ sử dụng các cái phương tiện để mà lựa chọn. Đây, tôi lấy làm ví dụ thôi nhá. Thì chúng ta sẽ phải vẽ một cái path bao xung quanh cái phần mà chúng ta muốn lấy. Ví dụ như này, sau khi có path rồi, đó, tôi mới mở cái phần path này ra. Nhấn đúp này, đây là tên này, path 1 này, sổ danh sách ra này, clipping path này. Ok, sau đó thì bây giờ tôi mới lưu CSS nó ra thành một cái ảnh khác, cho tên là đầu đi, cho nó dễ tìm, dễ nhớ nhé. Thế đến đây, chúng ta xem cái thủ thuật mà chúng ta sẽ xử lý này. Trước hết, chúng ta phải xác nhận về mặt tầng thứ, thì cái ảnh là nằm tầng dưới cùng, đúng không? Cái mang sét là nằm ở vị trí thứ hai, ở phía trên. Bây giờ tôi lại copy cái này, edit copy. Sau đó thì tôi mới chọn cái lệnh là paste in place. Trường hợp này thì nó sẽ làm sao? Được dán lên mà nằm phía trên nữa, đúng không? Lúc này chúng ta không nhìn thấy cái mang sét nữa, đúng không? Bây giờ tôi mới làm theo thêm một cái thao tác như thế này. Chọn cái ảnh này. Bây giờ tôi mới relink lại cho nó. Đó. Thì tôi chọn biểu tượng relink. Tức là bấm vào đây. Chúng ta sẽ chỉ định cho nó là nó ở đây đây, xin lỗi, ở đây có hai biểu tượng, một cái biểu tượng là relink from CC library, tức là cái thư viện mà chúng ta cất ở trên mạng ấy. Thế còn đây offline đây, chúng ta sẽ chỉ cho nó biết là cái ảnh mà chúng ta muốn nó nằm đâu. Đây là cái đầu đó. Đây, bây giờ thấy cái gì đây? Chữ đã chui ra đằng sau. Lý do vì sao bạn biết không? Thực ra hai ảnh là một. Thế nhưng cái ảnh mà chúng ta vừa làm vừa rồi ấy, đây, nó như thế này. Nó sẽ chỉ có cái phần mà giống chúng ta đã đặt cái đường path thôi. Lệnh này, phần này tôi đã nói với bạn rồi đúng không? Với cái path ở trên một cái ảnh và có thêm cái lệnh clipping, thì tất cả những phần ảnh nào mà nằm ngoài cái phần path đó sẽ bị giấu đi khi mà được hiển thị ở trong cái môi trường dàn trang này. Thế và lý do tại sao mà chúng ta có thể làm một cái khớp ngay, vì về mặt bản chất hai ảnh này là một, một cái ảnh không có path và một ảnh có path. Khi mà tôi đã paste một cái ảnh lên phía trên thì có nghĩa là tôi paste chính cái ảnh ở dưới nền, kích thước vị trí nó sẽ trùng hợp với lại cái ảnh ở phía dưới. Thế và sau đó thì tôi lại thay cái ảnh mà đã được lọc bằng đường path rồi, thì nó sẽ giấu đi những phần còn lại, nhưng mà về mặt vị trí và mặt tọa độ nó cũng vẫn phù hợp với lại cái ảnh bên dưới. Cho nên với cách như thế này thì tôi có thể là gì đây, rất nhanh, chỉ bằng một thao tác nhỏ nhỏ đó là relink, thay thế một cái ảnh có path
vào một cái ảnh không phát thì lập tức là nó sẽ giấu những phần còn lại đi, và nó lại lộ cái manchet nằm ở tầng giữa. Đây thì đây chính là cái mẹo, đây chính là cái phương pháp để mà chúng ta xử lý, chúng ta đưa cái ảnh vào trong cái trộn lẫn nó vào trong cái băng chép, hoặc là ngược lại, nói cách ngược lại là nhúng cái băng chép vào trong trong ảnh đó. Tất nhiên để mà đẹp, để mà chuẩn thì cũng sẽ vẫn cần phải có một cái thao tác mà làm đó. Nhưng mà ở đây có kể cả bạn thấy thế này, nếu như mà chúng ta làm mà làm cho nó đẹp và làm bên bên Photoshop ấy, để lồng vào đây làm bên Photoshop có làm được không? Về mặt nguyên tắc làm được, nhưng mà làm để mà lọc được ra từng tí cái tóc như thế này thì làm ở shop cực kỳ mệt luôn. Trong khi làm với cách như thế này thì tôi cũng không cần phải quá mất nhiều công sức, tôi không cần phải quá nhiều trình độ, biết vẽ một cái path cơ bản là tôi có thể xử lý được cái này rồi. Đấy. Nếu làm shop thật nhé, làm shop thật để làm được cái này là hơi bị mệt đấy. Lọc hết tóc ra xong rồi thay đổi tầng thứ rồi đưa các cái tiêu đề về phía sau, nhưng với cái này thì tôi không cần phải kỹ càng như thế, tương đối nhanh để tôi lồng lồng chữ vào. Thì đây là thủ thuật để chúng ta giải quyết về cái manchet. Như thế là chúng ta giải quyết được mấy thứ rồi nào, quay trở lại nhé. Vừa nãy chúng ta nói đến những cái gì rồi, chúng ta chưa nhiều đâu. Chúng ta thứ nhất là chúng ta thống kê là có bao nhiêu thứ ở trên đấy, đúng không? Thứ hai là chúng ta đang nói tới mỗi thứ này nó phải làm hoặc phải lưu ý cái gì đấy. Thế thì bây giờ chúng ta đã nói xong được cái concept đó, thế còn lại là một số thứ chúng ta cũng sẽ phải nói. Ảnh bìa thì bây giờ sẽ có những cái yếu tố gì? Bìa thì nó tùy thuộc vào đây. Bây giờ chúng ta lại tạo ra một cái để chúng ta nói chuyện với cái này. Bìa đó, anh bìa thì có yếu tố như thế nào cần cần phải lưu ý với nó. Một, về nội dung ảnh bìa thì nó không thể nói trước được ảnh bìa nó là cái gì, tại vì tùy thuộc vào tạp chí, tùy thuộc vào nội dung của bài viết, cái chủ đề trong số mà chúng ta sẽ có một ảnh bìa. Yêu cầu của nó là đơn giản là đẹp đó, đơn giản là đẹp. Tuy nhiên phải lưu ý mấy cái vấn đề như thế này, không phải cái ảnh nào đẹp cũng sẽ trở thành một cái bìa đẹp. Vì là sao? Vì một cái ảnh đẹp chính bản thân nó, tất cả các tham số, tất cả các thông số và tất cả các thành phần ở trong cái bức ảnh là nó phục vụ cho duy nhất mục tiêu là ngắm cái bức ảnh đó. Nhưng cái ảnh mà đã đưa vào trong một cái bìa thì cái ảnh nó không còn là một thứ toàn vẹn nữa, mà nó phải chen vào, nó phải cạnh tranh, nó phải sống cùng một số các hàng khác như là manchet, như là tiêu đề các bài và một số các thứ mà chúng ta vừa mới đề cập ở đây trên cái mục đầu tiên này đó. Nó không còn toàn vẹn nữa, do đó thì nó phải có cái sự xử lý hợp lý để cho gì đấy, để cho cái ảnh bìa nó vẫn cứ là làm sao, nó vẫn đẹp theo một cái kiểu mới, tức là khi được xếp cùng, khi được sinh sống cùng với những phần còn lại. Ví dụ cái thằng mà mệt mỏi nhất, thằng ảnh bìa phải xử lý đó là cái gì, gặp phải là gì, là bằng xếp. Cái thằng đấy là thằng lương bướng, không đi đâu hết, đúng không? Không nói chuyện với thằng nào hết, không thỏa hiệp. Tao lúc nào tao cũng ngồi ở đây, tao lúc nào cũng phải to từng này, còn mày muốn là cái gì thì mày phải xử lý làm sao cho phù hợp với tao đấy. Thằng chat nó lại là một cái thứ rất ương bướng ở đấy, cho nên là ảnh gì thì gì vào cũng vẫn phải nhúng nó. Một cái ảnh thì có thể xem riêng rất đẹp, nhưng khi vào gặp phải thằng chat là kiểu gì cũng phải thỏa hiệp với nó để mà sống cùng nó đấy. Hoặc là chỉ bị nó đè lên trên, hoặc là bị nó xem vào trong ảnh.
Thế cho nên là về mặt nguyên tắc, đừng nghĩ rằng một cái ảnh đẹp là một cái ảnh vào bìa nó cũng sẽ đẹp, mà phải thông qua xử lý, thông qua làm việc của chúng ta nó mới trở thành cái bìa đẹp. Còn nếu không, nó sẽ trở thành cái bìa tầm thường hoặc có khi là tồi nếu mà không biết cách xử lý. Thế thì làm sao để hòa hợp màu sắc, làm sao để hòa hợp cái thông tin giữa cái bìa cộng với lại cái tiêu đề, cái kem kem mang sắc. Thế đến lúc mà phù hợp với thằng mang sắc rồi thì như thế đã được chưa? Chưa, tại vì là chúng ta còn rất nhiều những cái thứ mà nó cũng nhảy vào cùng, đó là tiêu đề các bài. Đấy. Nhưng mà trước hết là phải xác nhận với nhau như thế này: một ảnh bìa về mặt nguyên tắc nó phải là ảnh dòng. Đấy. Tạp chí thì chúng ta nói thẳng luôn là cầm 100 quyển tạp chí trên tay thì chắc là đến 97 98 quyển là dòng, rất ít cái loại vuông hoặc loại ngang. Đấy, cơ bản chúng ta sẽ có là hình chữ nhật dòng, có thể thấp một tí cao một tí nhưng về cơ bản là này. Cho nên là ảnh bìa trước hết là phải làm cái ảnh dọc đã, tại vì một cái ảnh ngang khi chụp người ta rõ ràng với lấy bố cục như thế này, người ta lấy các thành phần từ đây đến đây, có nghĩa là một cái chủ đích người ta đã có khi mà người ta chụp rồi. Thế mà nó chỉ đẹp khi mà nó chứa đầy đủ thông tin như thế thôi. Bây giờ tôi lại lôi một cái ảnh ngang, tôi cắt bớt một phần nào đó đi để mà tôi làm một cái, để tôi làm một cái ảnh dọc, thì rõ ràng là cái quan hệ đó nó không còn nữa, và nó sẽ làm cho người ta có một cảm giác và đấy là một cái gì đó khác, không phải là bức ảnh đấy nữa. Thế cho nên trước hết là nên là một ảnh dọc. Thứ hai, nếu mà ảnh đẹp thì cũng chưa chắc đã là một cái ảnh đưa lên bìa đẹp. Vì sao? Vì cái con mắt chụp một cái bức ảnh nó khác với con mắt chụp một cái bức ảnh để làm bìa. Vì một con mắt chụp của một bức ảnh là toàn bộ chỉ để cho việc ngắm nghía cái ảnh đó thôi, còn cái con mắt chụp để mà làm bìa là người ta có một con mắt khác, có nghĩa là ta biết rằng là vẫn còn có những thứ mà chen chúc vào trong cái ảnh đó, sống cùng với cái ảnh đó. Cho nên một cái ảnh đẹp là người ta đã tính toán là cái khoảng trống, cái khoảng chừa lại để làm sao cho những cái phần tiêu đề nó chui vào được, nó chen vào được, và chen bằng cách hợp lý. Tức là người ta đã có ý tưởng, người ta đã có ý định là tôi chụp như thế này, tôi lấy sáng tối như thế này, tôi chừa những khoảng trống như thế này để tôi đặt những cái gì vào rồi. Đấy, một cái bức ảnh bìa đẹp là nó phải có cái ý tưởng là tôi chụp để làm bìa, chứ không phải lấy bất cứ một cái ảnh đẹp nào lên cái bìa nó cũng đẹp đâu. Chụp có ý thức nó khác, mà chụp cho một việc khác xong rồi lại lôi ra để làm một việc khác nữa thì rõ ràng là nó khác xa nhau. Thế cho nên là người ta mới cần phải có những người chuyên nghiệp trong cái việc mà chụp ảnh, và đặc biệt là chụp bìa. Là vì thế, tất nhiên là mình cũng có rất là nhiều ảnh đẹp, mình cũng có thể search, mình có thể tìm kiếm hoặc mình có thể mua, nhưng mà mua một cái ảnh với ý tưởng chụp bìa là tôi tin rằng là nó sẽ làm cái bìa đẹp hơn là một cái bức ảnh đẹp đơn thuần. Tất nhiên có thể đấy không phải là việc của bạn, ảnh sẽ là người khác đi mua về hoặc là đi lấy về đấy, nhưng mà nếu mà người ta giao một cách sâu hơn cái vai trò của mình thì mình cũng sẽ là người có cái phần tiếng nói ở trong đó, và cái cách chọn của mình cũng thế, không chỉ đơn thuần là nhìn một cái ảnh đẹp đơn giản là cái ảnh đẹp mà mình sẽ chọn nó, mà mình còn phải tính toán đến cái chuyện là sau cái đối tượng chính, sau nhân vật chính ở trong bức ảnh thì những cái chỗ trống đó nó có phải cái chỗ trống hợp lý, chỗ chừa hợp lý để cho mình đặt các tiêu đề hay không. Đấy, cách nhìn để chọn ảnh bìa nó khác với cách chọn một cái ảnh thông thường nhé. Ảnh ở trong bài viết bạn có thể căng lên cái ảnh rất đẹp nhưng đưa nó ra ngoài bìa là lại là thành một vấn đề khác. Lúc đấy thì cái có cái không, cái khoảng trống và cái khoảng khoảng hình nó hợp lý thì chúng ta đây này, bạn nhìn đây này,
Ví dụ như cái bài này đấy, như bài này chẳng hạn, bạn sẽ thấy rằng là nó chụp, nó chạy khoảng trống như này, tức là người ta đã tính toán cái chỗ để mà đặt những cái tên đề vào đâu đấy. Chứ không phải là cứ một cái ảnh là thích đặt thế nào thì như thế này có đẹp không, rối vô cùng đúng không, rối quá đấy. Nhưng mà như thế này có được không, như thế này được. Thứ nhất là gì, màu mè nó tương phản giữa chữ và nền. Thứ hai là cái nhịp trống này đủ để cho người ta làm sao đặt những cái tiêu đề vào đây đấy. Cái hậu cảnh đằng sau rất quan trọng, bạn nhìn lại cái này, đằng sau là một cái thứ mà rất là lủng củng, hậu cảnh rất lủng củng. Cho nên là cái việc mà đặt những cái thứ khác vào ở đây, chưa nói tới cái vấn đề gọi là tiêu đề nhiều ít, tiêu đề to hay nhỏ, mà chúng ta mới xét xem là cái nhân vật chính của cái hậu cảnh đằng sau nó như thế nào đấy. Thì cái hậu cảnh đằng sau nếu mà nó lổn nhổn thì rõ ràng nó là một cái rất khó cho người làm. Ở đây vẫn còn tương đối dễ nhá, đây chúng ta xem thử xem một số cái như thế này này. Chẳng hạn trong trường hợp này bạn nhìn cái ảnh này thì rất đẹp, nhưng mà rõ ràng là không có chỗ để mà đặt tiêu đề nhỏ ở đây, hầu như không có. Vì sao? Vì tất cả những thứ này đều là những thứ lổn nhổn, chữ thì nó đã lổn nhổn, bản thân chữ là một thứ lổn nhổn rồi, có cao có thấp, có dày có mỏng, có ruột rỗng. Cho nên là nếu mà nó đặt vào một cái chỗ nào đó mà nó lại lổn nhổn ở cảnh sau cực kỳ khó. Đây như ảnh này, ảnh này có đẹp không, ảnh này có thể là một cái ảnh đẹp, nhưng nó sẽ làm theo ý là tôi, do làm sao, hậu cảnh đằng sau của nó rất lổn nhổn. Nếu muốn làm có làm được không, có, với điều kiện là gì, chúng ta lại phải có cách xử lý để làm lưu bớt cái hậu cảnh đi, thì lúc đó chúng ta mới đặt các cái tiêu đề bài định vào được. Còn nếu không, nó sẽ cho chúng ta một thứ rất là hoa mắt. Đấy. Do đó thì khi mà chúng ta nói tới cái ảnh bìa là chúng ta cũng phải nói tới cái vấn đề là nội dung phù hợp với lại cái thể loại báo đó, nội dung phù hợp với lại cái đây là nội dung phù hợp với tiêu chí của tạp chí. Hai, nội dung phù hợp với chủ đề của số. Ba, ảnh dọc. Bốn, ảnh chụp có chủ đích. Làm bìa. Năm, yêu cầu khoảng trống hậu cảnh của ảnh phù hợp với đặt tiêu đề các bài đính trong số. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Đấy, một ảnh đẹp chưa chắc đã là một bìa đẹp, nhưng mà một cái ảnh không phải là quá xuất sắc khi mà nó là ảnh, nhưng mà chụp với cái ý đồ là sẽ làm bìa, chắc chắn nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn tuyệt vời hơn nhiều khi mà được đưa lên bìa. Thì đấy là cái cần phải lưu ý, chỗ nào cần dìm là phải dìm, phải biết cách dìm, chứ không phải cái ảnh đẹp thì cứ giữ nguyên nó như thế. Nếu mà ngắm riêng ảnh thì ok, nhưng mà đã là bìa thì đôi lúc cần phải biết dìm những cái thứ hậu cảnh, hoặc đôi khi còn đánh lưu một ít vào cả cái đối tượng chính nữa, để phục vụ cái việc là dung hòa giữa các cái thứ mà sống cùng nhau, đó là manchet.
đó là ảnh bìa và các cái tiêu đề bài viết này, thì những thứ đó phải sống được với nhau, mà sống với nhau thì không phải thằng nào cũng đòi làm tổ trưởng cả. Đấy, sẽ phải có thằng làm sếp, có thằng làm quân, và lúc đó thì chúng ta phải biết điều hòa những cái quan hệ đó để làm sao cho nó thành một cái tổng thể, nó sống được với nhau, chứ thằng nào cũng cùng lúc giơ tay phát biểu không được đó. Ở đấy là nói về bìa. Bây giờ nói về tiếp tục tới yếu tố gì đây? Yếu tố tiếp theo nữa là yếu tố các cái gì đây nhỉ? Các cái tiêu đề của bài viết. Thế bây giờ chúng ta có thể thấy là nhiều dạng tạp chí, nhiều số lượng tiêu đề khác nhau. Có cái rất nhiều tiêu đề, có cái rất ít tiêu đề. Thế thì số lượng bao nhiêu là vừa? Nên là bao nhiêu? Và tại sao có cái lại nhiều như thế và tại sao có cái lại ít? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là số lượng của các tiêu đề này thì nó không giống nhau tùy từng tạp chí, có tạp chí rất nhiều có tạp chí thì đôi lúc thì ít đó. Đây cùng ba ra này, thì bạn thấy là cái này lèo tèo một hai cái gì đấy thôi đó, thằng này thì nhiều hơn một tí. À, thằng này thì lại nhiều hơn nữa đấy. Nhưng mà đây này, nhân nói tới cái tiêu đề bài viết thì tôi cũng xin nói luôn lại thêm, cố gắng tránh, thứ nhất là nền đằng sau, xử lý nền đằng sau nó là một thứ nào đó mà lộn nhộn, như vừa nãy chúng ta đã xem cái ảnh cái gì nhỉ, cái hoa đấy đúng không, cái nền rất là nhiều hoa, đấy là một. Và cái thứ hai nữa là tránh thêm cái trường hợp như này, đây cũng là một trường hợp rất là nguy hiểm, đó là một cái chữ mà nó vắt, nó chạy qua rất là nhiều nền với màu khác nhau, sáng tối khác nhau. Chữ là một cái vật thể nó tương đối mỏng manh, tương đối yếu, vì nét nó nhỏ mà nó lại có những khoảng cách nó chen giữa các ký tự, rồi khoảng cách giữa các từ, rồi trong bản thân một từ thì nó cũng có khoảng rỗng của nó, cho nên là nó tương đối yếu, đồng thời nó chịu tác động rất là mạnh bởi cái nền phía sau, nó ăn lên thông qua những cái chỗ hở đó. Thế thì khi mà chúng ta bắt một cái tiêu đề, bắt một cái bài viết, cái tên một cái bài viết gì đó mà lại chạy từ cái nền nọ sang nền kia, nó sẽ gây một cảm giác là gãy hoặc là rất khó đọc. Thế cho nên là đây cũng là một cái nền mà tôi nói luôn là một cái nền tồi, một cái nền mà phải vắt qua nhiều màu. Khi mà để ở đây thì các bạn thấy là những chữ ở trên cái nền tương phản này thì đọc dễ, sang đến cái nền mà tương phản kém như thế này thì bắt đầu là khó đọc hoặc không đọc được, và nó cũng gây cái cảm giác là chặt đôi cái phần tiêu đề đặt ở trên hai cái nền này. Đấy, cho nên là chúng ta rất rất kỵ những cái chuyện gọi là làm mà trải trải qua vắt qua nhiều nền hoặc là nền đằng sau. Đây, trường hợp này đọc được không? Khó vô cùng luôn. Cái nền này đáng nhẽ ra nó phải được xử lý làm blue đi. Đấy, vẫn có thể nhận ra là nó có chút hoa văn hoa lá gì đấy đằng sau. Nhưng mà người ta nhìn nhìn vào đâu? Nhìn vào cái mặt này là chính, nhìn vào cái ngực này là chính. Thế còn cái này nó đã là nền rồi thì phải xử lý làm sao để cho êm, để người ta còn đọc cái chữ ở đây. Nhưng trường hợp này là trường hợp xử lý tồi, họ không đánh lu cái này đi, do đó thì nó làm cho chữ đấy không đọc được. Đây là trường hợp lộn nhộn. Trường hợp này thì lại nửa ở trong đen, nửa ở trong cái lộn nhộn này, thì cũng là một trường hợp xử lý tồi. Ở đây thì lại chữ nghĩa các thứ đặt tương phản quá thấp cũng không đọc được. Thì đây là một cái nền, đây là một cái bìa
phải đánh giá luôn là cực kỳ tồi về màu sắc, về quan hệ. Đấy. Một cái này tốt không? Rất tốt đó. Khoảng đằng sau đủ lu đủ rõ ràng để, tức là thứ nhất là cái mảng miếng để mà đặt chữ là nó tốt, kể cả trong các trường hợp mà nó có bị vắt qua vắt lại thì cái này nó cũng vẫn, thứ nhất là nó cùng vẫn là tông, thứ hai nữa nó vẫn đủ độ êm, đủ độ tương phản, đủ để mà mình còn nhìn thấy được. Đấy. Mặc dù trường hợp như này tôi vẫn không thích lắm, tôi vẫn thích cái dạng là nó rõ ràng mạch lạc, mảng là ra mảng ấy hơn đấy, nhưng mà trong trường hợp này vẫn còn khá hơn rất nhiều so với cái bìa vừa rồi đó. Cái này thì màu sắc thì không tồi nhưng mà cái độ to nhỏ thì bị đánh nhau. Trong trường hợp này là độ lớn của băng xét, màu của băng xét với tất cả mọi thứ nó đang gây ra một cuộc hỗn chiến ở trong này, thằng nào cũng tranh nhau làm tổ trưởng ở trong này, nó không phân định được chính phủ ở trong cái số các cái tiêu đề đấy, thì mình cũng phải lưu ý đến cái chuyện đó nhiều, nhưng nó phải rõ ràng ra là cụm nào là cụm đấy, cái nào quan trọng hơn cái nào, cái nào là cái nhìn vào cần phải lưu ý, chứ không phải nhìn vào là loạn. Làm cái một cái tốt là người ta có thể nhìn được theo thứ tự ưu tiên, cái này có tốt không? Quá tốt luôn. Đấy. Bài chính nhất ở đây đúng không? Sau đó thì chúng ta xem cái độ lớn của các cái tiêu đề phụ này, cái nào lớn hơn có nghĩa là cái đấy được ưu tiên hơn, quan trọng hơn, dễ nhìn hơn. Chúng ta có thể lần theo vết của các cái tiêu đề đó, cái nào đặt ở những vị trí quan trọng hơn, cái nào rõ ràng hơn, dễ nhìn hơn thì đấy chính là cái bài nên đọc trước đấy. Chứ không phải là chúng ta cứ thấy là nhiều đấy, nhiều như này có tốt không? Không tốt, mặc dù nó phân tách cũng tương đối là ổn về mặt lớn nhỏ, ví dụ đây là số 1 này, sau đó đây là số 2 này, sau đó đây là số 3 này, ví dụ mình cũng có thể nhìn theo cái độ lớn nhỏ của màu, nhưng mà dù sao đi nữa đặt ở đây là hơi tham đấy, nó xử lý hơi tham và ngay chính cái hình người mẫu cũng xử lý không tốt, nó không tạo thành một cái mảng đủ lớn và đủ chặt để mà đặt cái thứ khác vào đây, cái này rất tốt đó. Phần ở ngoài cũng lớn mà phần khối chơi cũng lớn, rất rõ ràng, nhưng cái thằng này thì nát, thằng này thì nát ngay chính bản thân cái hình này, nếu như cả ở đây nó là cả một cái mảng áo nó đồng liền thì chúng ta sẽ có một mảng màu nó tốt để đặt các thứ, nhưng mà ở đây thì nó vừa hở này, nó bắt qua đây này, da thịt này hở này, sẽ da thịt này vải này, tức là nó trải qua quá nhiều cái phần nền khác nhau, khi mà chữ đặt lên đấy cực kỳ khó, lại còn thêm thêm một tí tẹo đen đen ở đây nữa, loạn. Có thể cái mặt của con này rất xinh nhưng mà cái đoạn này nó lại gây khó chịu, nó thiếu đi cái sự ổn định đấy, cho nên là cứ quan sát một chút thì chúng ta sẽ rút ra được nhiều thứ đấy. Thế còn tại sao mà chúng ta thấy rằng là người ta đặt có số thì chi chít rất là nhiều, có số thì là ít, hoặc là có loại nhiều có loại ít, thì nó phụ thuộc vào vài yếu tố như thế này, tất nhiên là chủ đề của từng số hoặc là cũng một cái tạp chí này, nhưng mà nếu mà nó ở cái các vùng miền địa lý khác nhau, các quốc gia khác nhau, có thể nó có cách đánh giá về cái tạp chí này khác nhau đấy, nhưng mà chúng ta cứ xác định như thế này nhé, một tạp chí tạm gọi là nghiêm túc thì bao giờ cái số lượng tiêu đề đưa ra thường là ít, còn một cái tạp chí mà nó chưa xác định một cách rõ ràng lắm về cái đối tượng phục vụ của nó ấy, thì thường là nó sẽ đưa ra rất nhiều tiêu chí, đưa ra rất nhiều tiêu đề
chúng ta cứ tạm gọi một bằng một cái từ nó hơi nôm na là lá cải đi. Lá cải không có nghĩa là xấu nhé. Chúng mình hay nghĩ rằng lá cải là xấu, nhưng cần phải phân biệt và biết được cái lá cải đó là xuất xứ như thế nào. Ta thử xem nhé, khi mà một tạp chí mà không đặt ra cái mục tiêu là phục vụ một loại đối tượng độc giả cụ thể thì họ phục vụ ai? Phục vụ tất cả, đúng không? Nhưng mà phục vụ tất cả là phục vụ như thế nào? Phục vụ tất cả có vẻ như thực ra chẳng chẳng phục vụ ai cả, nhưng nó có cái điều kiện của nó, hoàn cảnh của nó. Tôi lấy ví dụ khi mà mọi người phải di chuyển nhiều, nhất là ở các nước mà hiện đại thì có thể là họ di chuyển hàng ngày một cái con số rất là lớn, cái quãng đường có thể bằng máy bay, có thể bằng ô tô, có thể bằng tàu cao tốc. Thế nhưng mà cái con số đấy thì không phải vài chục đâu, có khi họ đi vài trăm cây số trong một ngày, và cái thời gian họ tiêu tốn ở trên phương tiện đó rất là lớn. À, có thể là họ ngủ, nhưng cũng có thể là họ đọc một cái gì đó trên thời gian, và đấy chính là cái đất của những cái tạp chí dạng như thế này. Có thể xác định được là ai sẽ đi và sẽ đọc không? Không, phương tiện công cộng thì không thể xác nhận được, đó. Vậy có nghĩa là họ ra một cái tạp chí để cho mọi người. Mọi người đây có thể là một đứa trẻ con, có thể một ông già bà già sắp trung lỗ, có thể là một bà bầu, có thể là một người trung lưu, có thể là một người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, có thể là một công nhân, có thể là một quân nhân về phép, tức là rất đa dạng. Vậy họ không thể nào mà xác nhận rằng là tôi đưa ra một một cái tạp chí để phục vụ một cái loại người cụ thể ở đấy. Nhà ga, xe tàu, bến xe không thể xác định được là ai đi. Vậy tôi phải có một cái tạp chí để ai cũng có thể mua được, ai cũng có thể đọc được, ai cũng có thể tìm thấy một cái thứ gì đó phục vụ cho họ. Thì đấy là cái lý do mà chúng ta ra một cái tạp chí mà người ta cứ nôm na gọi là lá cải. Nhưng lý do của nó là như thế, nó phục vụ cho đại chúng, ai cũng có thể tìm thấy một phần nào đó phù hợp với họ để giết một cái quãng thời gian trong cái cuộc di chuyển rất dài. Và nếu như họ bỏ cái tờ báo đấy thì một người khác với một cái tên tuổi khác, với một cái học vấn khác, với một nghề nghiệp khác, họ lại tìm thấy được một cái thứ mà phù hợp với họ đấy. Thì bạn 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 phải hình dung nó là như thế, và đấy là lý do tại sao mà cái bìa dạng tạp chí như thế nó đưa ra rất nhiều để làm gì, để ai cũng có thể tìm thấy một cái gì đó phù hợp với mình. Chứ nếu mà bây giờ chỉ đưa ra độ khoảng ba cái dòng như thế thì sẽ chỉ có độ khoảng ba loại người nào đó, hoặc ngành nghề nào đó, hoặc lứa tuổi nào đó thấy là à đây rồi, cái thứ mình có thể đọc được đây rồi. Thế còn những người khác thì sao? Họ mà không tìm thấy cái tiêu đề mà phù hợp với người ta thì họ sẽ bỏ, họ không mua. Và đấy là lý do tại sao mà họ lại đưa rất là nhiều ra, nhưng nhiều không có nghĩa là lộn xộn. Bạn sẽ thấy rằng có những thứ, ví dụ như cái bìa này tương đối tốt đúng không, nhưng cái bìa này là đã hơi rối loạn rồi đúng không, hơi rối loạn rồi. Cái bìa như thế này thì nó cũng tàn tạ, nhưng mà tôi cũng vẫn không phải là thích lắm. Làm sao đưa vừa đủ đó, không không quá ít cũng không quá nhiều, dễ đọc đấy, và nó làm sao để không gây một cái cảm giác gọi là quá lộn xộn, quá vô tổ chức. Có những thứ rất vô tổ chức, chúng ta nhìn chúng ta sẽ khó chịu ngay.
có những thứ mà rất rất khó chịu khi mà chúng ta nhìn vào, tại vì nó hoặc là tham quá, nhiều quá, hoặc là lộn xộn quá. Như thế này cũng đã là hơi khó nhìn rồi, tại vì OS quá. Thường thì người ta sẽ tập trung một chiều nào đấy thôi, chiều kia người ta buông bớt ra đấy. Như cái vừa nãy tôi với bạn có xem đó, đâu nhỉ, ví dụ có cả hai thì cũng đừng vây chặt quá đó. Hoặc là vừa nãy chúng ta thấy có một cái nó đặt chỉ có một bên thôi rất là đẹp, hoặc là số lượng đừng dày đặc quá như thế này còn tạm. Nhưng mà dù sao đi nữa đây nó vẫn đè lên rất là nhiều, có những thứ nó chạy theo người rất đẹp. Đây ví dụ cái này nó có buông bỏ hẳn một bên, nó làm cho mọi thứ nó dễ thở đấy. Như thế này là bị vây chặt quá này, người có thể cô này rất là đẹp nhưng mà chữ nó vây chặt kín như thế này thì lúc đấy bắt đầu có cảm giác là tức thở, nó cũng sẽ gây một cái cảm giác không thoải mái cho người xem đấy. Cái này thì thảm họa rồi, tại vì nó không thể đọc nổi tiêu đề. Đấy, đẹp mấy thì đẹp mà không biết cách xử lý thì nó cũng sẽ làm cái việc rất dở. Đấy thì có mấy cái vấn đề như thế mà chúng ta cần phải nói. Và thêm nữa là cái việc đưa đưa tiêu đề vào thì nó là chữ nhưng mà nó cũng vừa đọc này, nó vừa là một phần của, nó là một phần của cái biển, và do đó thì nó cũng có tính chất trang trí, màu nó có phù hợp với cái nền hay không, nó có phù hợp với tổng thể hay không, nó có bị buồn tẻ hay không, thì mình cũng sẽ phải cố gắng là đặt làm sao cho cái chữ nó luôn luôn ở những cái trạng thái là có tính chất tương phản với nhau. Ví dụ chữ dày thân đi với chữ mạnh thân đó, chữ tròn đi với chữ vuông, chữ nghiêm túc đi với cái chữ mà hơi phóng túng, ví dụ như thế. Chữ to đi với chữ nhỏ, chữ thẳng đi với chữ nghiêng, chữ đặc đi với chữ rộng, ví dụ như thế, thì nó sẽ tạo ra những cái sự tương phản ngay trong bản thân cái chữ để cho nó không bị nhàm chán, không bị nghèo nàn khi mà chúng ta nhìn vào. Chứ một cái tiêu đề nếu mà nó cứ chỉ có một kiểu chữ thôi, nó không có to, không có nhỏ, không có thay đổi màu sắc, không có tương phản, không có gì cả, nó cứ lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ rất là chán. Đấy. Thì đấy là mấy 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 điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà nói về cái biển. Thì cái tính chất tương phản phải có ngay trong chữ nhé. Đấy thì như vậy là chúng ta trao đổi nhanh về vài cái vấn đề về tổng quan nhận thức cũng như là kỹ thuật cũng như là những cái điều cần lưu ý khi mà chúng ta làm việc với một cái biển. Đấy.